Bắt đầu từ hôm nay 21 tháng 5, cùng với lực lượng công an cả nước, Công an Ninh Bình thực hiện chủ trương công an cấp huyện thực hiện đăng ký cấp biển số xe ô tô và công an xã phường thị trấn được đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện của cơ quan tổ chức cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương. Thực hiện thông tư 15 ngày 6 tháng 4 năm 2022 của Bộ Công an quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên địa bàn tỉnh có 38 đơn vị cấp xã đủ điều kiện thực hiện chủ trương này. Để đảm bảo đúng lịch trình, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tập huấn cho hơn 100 cán bộ chiến sĩ về nghiệp vụ, quy trình công tác, ra soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện kỹ thuật, nguồn nhân lực, tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo hỗ trợ, bố trí địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi để lắp đặt trang thiết bị, kho lưu trữ, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký xe cho các đơn vị công an cấp xã chưa có trụ sở độc lập. Ngày 21 tháng 5, 8 công an xã trên địa bàn huyện Kim Sơn là đồng loạt là thực hiện cái việc là cấp biển số xe mô tô, xe máy cho người dân. Cái việc này thì thực sự là mang rất nhiều lợi ích cho người dân, đặc biệt là thuận tiện về cái thời gian, về rút ngắn được quãng đường đi qua cấp biển số cho người dân ở một số cái xã, thì người dân rất phấn khởi, đồng tình, ủng hộ. Ghi nhận ngày đầu tiên thực hiện đăng ký cấp biển số tại cơ sở, nhiều người dân đã rất phấn khởi, bởi không phải di chuyển xa như trước, thay vào đó hiện nay chỉ cần đến công an cấp huyện, công an 38 xã phường thị trấn trong tỉnh để thực hiện làm các thủ tục đăng ký xe. Trước đây khi mà mình đăng ký xe thì mình phải lên cảnh sát giao thông tỉnh để mình làm đăng ký. Và nếu mà nộp thuế thì nộp thuế tại huyện và nên tỉnh đăng ký. Còn bây giờ thì mình có thể vừa nộp thuế tại huyện Kim Sơn và ra luôn cảnh sát giao thông huyện Kim Sơn để bấm biển đăng ký xe thì thuận tiện hơn cho mọi người đỡ phải di chuyển ạ. Trước thì chúng tôi đi lên trên kia là khoảng 12-13 cây lên huyện đúng không? Nhưng bây giờ tôi chỉ có cây hơn cây là tôi đến xã tôi làm thủ tục rất là nhanh gọn. Tức là đấy cũng đỡ phiền hà cho người dân rồi, cũng đỡ được ngày công của chúng tôi. Đây là một trong những dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trong đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.